bà sửa sai ở kia bà chấm xôm chạy đồng lệ bà chấm nốt sầm khăn buổi tiết bị phèp khóc nia rồi viên bây giờ chấm nôn pí đại dương ai đang mình chấp rầm bà nên con ông vừa cho bị sang lễ vì khóc tất cả tất sen tịt tề còn mình thấy vì kia vừa cho con mình có buồn muối đại dương ai từng xoay chỗ khác hay là liên làm mồm mồm có ai chỗ bàn này và nơi hàng trong đấy cứ miền bị chả nè các bạn thấy trong đằng trái đồng lệ nơi video của rồi và cứ chỉ clear all đại dương cho mất sầm rạp ao dương này liền grammar rồi còn liền bị sang lên những ai miền mua lợn thành cứ nó còn cả sai chữ được luôn anh bắt đầu tiệt và buồn ấy cứ chỉ cả trái đồng lệ clear chân tới hay dương cho từ bài cho từ sai chữ điều và con internet rồi còn con super hơi lạnh lạnh và trong miền bây giờ pì bạc trong sông án dân mưa một phép ở chạp rộng thì two girls wounded in a taxi were taken to hospital. Two girls wounded in a taxi were taken to hospital. Clear thằng cao mình thì ta sẽ two wounded girls in a taxi were taken to hospital. Bây giờ bỏ bài mất ha không may xảy pin nhẹ để rồi một buồn không làm tạc sĩ từ ban kỳ đặt tập can một tí bẹt một tiết không may xảy để rồi một buồn pin nhẹ nên không làm tạc sĩ từ ban kỳ đặt tập can một tí bẹt nhưng mà khi nâng tới hạ đôi chỉ mẹ rộng thà vì khóc ni khá đá để xa tại cả bỏ bài có bài vậy để khóc ni nhưng mà không lấy đi và những khi lấy ni cứ wounded đang mình đã đại trừ rụng bùa đại rụng rụng bùa và hay vun đít đại ní mũi tiết đại rụng rụng bùa được nỉ còn bàn tay vun đít nơi mũi đang hàng cào girl và hay vun đít mũi tiết nơi một girls và sum rap cả prapra cứ một bộ vía vun đít là ní cái áo sum tha past participle và past participle vì đã tu chơi con đường điểm được sum bàn bằng hai vị tổ môn môn chứng cứ vị trí additive bà vị trí additive muối viết bằng chữ này ở girl hay two có bằng chữ này ở girl lực nền đá bà cứ bằng chữ ở chấm luôn I two lấy đi có bằng chữ này ở girl lực nền vun đi nó có bằng chữ này đá bàn tay viết mình một hai chỉ clause chỉ clear anh nghe hát là shorten clause nghe hát thả anh lúc bị dốt bằng room thì tạm bất clear bằng bảo viết cứ mình bị thả who mà who were bà chẳng lấy nè lấy đẹp lót nè và two girls who were wounded in the taxi và bắt tay nó có nông ca thật xế mà sân chia cả này cả một bọn bạn ấy dừng ai lục who were nó chênh tử và ai lục bàn và ai lục bàn nhưng chẳng nếu có nông ác tình ấy đi cứ không may xảy pi nè đài rôn rồi buôn nó có nông lan tạc xí trợ bàn kia đặc tự căn một tí bè đi cứ quát pi nè nè và two girls cứ quát rôn rồi buôn nó có nông lan tạc xí và dù lắc bà cứ khóc nè lấy đằng mình đã cót rong rộp buộc và con nóng lan tạ xin đằng và mình đã thay cót chi lan này tới hay cót cót cụ thân nạn con nóng lan tạ xin tức thì đặc tự căn tỷ bẹt và đã được liên hàng cao mới ở đây và không may xây ra rong rộp buộc pin đang mà đang chưa rộp buộc pin nào màu thì rộp buộc pin tạm play tạm ai nà rồi có rộp buộc pin hàng nà rồi có lại nà mà đang này còn mình thấy lan tạ xin nó đặc tự căn một tỷ bẹt chứ người đã thấy đấy không may xảy đại rong rộp buộc pin nè nơi không lan tạ xí mình đây tha nơi không lan tạ xí có bên chuyện này ao gơ lưng này cứ trong mà hai cái location đi tăng bọc quạt thay quạt này nè quạt không may xảy rong rộp buộc nước nơi không lan tạ xí tờ ban cái đặc tật căn mình tiếp bẹt cụ đời anh ấy có được khi đẹp à in taxi nữa cứ bên chuyện này mà ao tập bất là quạt bên chuyện này mà ao rong rộp buộc mà ao clear nè và mình đây tha rong rộp buộc nơi không lan tạ xí chẳng clear nè in the taxi này còn men bên chân này ở gờ lề và còn bên chân này ở additive clause và còn bên thêm chữ complement và bên chân này ở nè bài dương ta sẽ bấy nhé và two girls who were wounded in the taxi chẳng who were wounded in the taxi rồi buồn đây nè nó không làm taxi chẳng nó không làm taxi bên ấy vì men chữ prepositional phrase đây bên chân này ở niêm thì cứ vì cứ chữ adverb mùi và vì cứ chữ prepositional phrase that are to the adverb và cái hạt thắc cũng là kệ giá chúng mua được không phải sợ anh lấy nữa chuyện này áo kệ giá sập và vơ vun đi nè và vị trí cảm phim
were wounded អញ្ចឹង two girl នេះដែលរងរបួសនៅក្នុងឡានតាក់ស៊ីមានរងរបួសនៅណាក្នុងឡានតាក់ស៊ីហ្នឹងគឺទៅកាន់ទី8អញ្ចឹងខាងលើគឺរងរបួសនៅក្នុងឡានឯខាងក្រោមនេះអាចមិនបើយើងប្រើពាក្យថាអាចណាអាចមិនអាចមិនរងរបួសក្នុងឡានតាក់ស៊ីបាទទេហើយបើខ្ញុំប្រើពាក្យអាចថាវាអាចដែរដោយសារតែយើងអត់ដឹងតើគាត់រងរបួសពីណាមកអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថាអាចមិនហ្នឹងគឺវាមិនបើនិយាយទៅលើឥឡូវគឺរងនៅក្នុងឡានអានេះគឺមិននៅក្នុងឡានមកក៏ប៉ុន្តែវាអាចដែរបើសិនជាគាត់ឈប់អីចឹងទៅហើយគាត់មុតអីឬក៏អីចឹងទៅបាទលក្ខនឹងលក្ខក៏ប៉ុន្តែនៃទាំងពីរនេះខុសគ្នាមួយរងរបួសនៅក្នុងឡានប៉ិតប្រកបមួយទៀតគឺមិនរងបើយើងនិយាយសង្ខេបខ្លីបាទសូមអរគុណ